nhớ nhá, phương trình này này Vâng. để mình sẽ ứng dụng khi mà vào bài tập ý, thường người ta bắt mình viết phương trình đứng ngân sách rồi tìm cái tối đa hóa lợi ích kiểu vậy, thì mình phải nhớ Rồi ạ. phương trình đứng ngân sách là xpx cộng ipi bằng y, Rồi ok ạ. chưa? Ừ. Ok. Đấy, mình cứ quan tâm cái này trước nhá, khi nó quy tắc thì anh nói sau. Rồi phương trình đứng ngân sách như vậy, tức là mình lấy giá x nhân x là tổng số tiền để mua x, đúng chưa? Như kiểu là Rồi. giá x như này thì mình sẽ mua mấy x hết bao nhiêu tiền, IPI là tổng tiền mua y thì nó phải bằng tổng cái ngân sách của mình có được, tức ở đây ngân sách người ta giả sử thu nhập luôn, được chưa? Thì phương trình đường ngân sách ấy là một cái phương trình mà biểu thị là gì, mua hàng hóa hết thu nhập, được chưa? Mua hàng hóa hết Rồi thu ạ. nhập. Thì đường ngân sách đây mình sẽ có đường ngân sách sẽ là một cái đường như thế này, được không? Rồi ạ. Đấy, bằng cách là gì, mình viết đường này rất là dễ thôi, đúng không? Mình đã biết là cô lập theo y này, như hồi cấp 3 ấy, y bằng fx ấy, mình sẽ cô lập như thế này và mình sẽ vẽ đường, đúng không? Và điểm trên này là gì, y trên pi, điểm dưới này là y trên px. Bằng cách có được, bằng cách là gì, ở trên này thì mình cho x bằng không, từ đâu ở đúng rồi, ở trên này cho x bằng không bởi vì nó là trục tung mà, trục này cho y bằng không, được chưa? Vâng. Vậy thôi đấy, đường ngân sách là một đường dốc xuống, tóm lại như thế nhá. Và Rồi mình ạ. xem này, sự thay đổi đường ngân sách đấy thì mình sẽ có những cái nhân tố làm thay đổi, có thể là giá, có thể là thu nhập, được chưa? Thì mình thấy là Vâng. khi giá x tăng thì cái giá nó ở dưới mẫu, cho nên ý, cái điểm y trên px nó sẽ giảm đi, đúng không? Nó sẽ ở dưới này thay vì ở trên này như vừa nãy, đúng không? Thì mình chỉ nối Rồi ạ. xuống thôi, cái điểm trên này không đổi thì mình nó gọi là xoay vào trong ấy, vì ban đầu như này, bây giờ xoay vào đây, xoay vào trong, tương tự như thế ngược lại nó xoay ra ngoài, đúng Rồi ạ. rồi. Còn nếu px và pi không đổi còn thu nhập tăng lên thì đường ngân sách dịch chuyển ra ngoài, mình biết rồi, y nó nằm trên tử, khi nó tăng thì cả cái đó sẽ tăng, cả cái đó sẽ tăng, ok, vậy dịch ra ngoài, được chưa? Rồi ạ. Vậy thôi. Mà đây, cái đường thứ hai của em đây. Đường bàng quan. Ừ. Trong cái người tiêu dùng ấy thì mình cần quan tâm đến hai cái đường, đúng không? Đấy là đường, nãy nói gì nhỉ? Ngân sách của đường bàng quan, đúng không? Vâng. Đó, thì đường bàng quan nhá, sẽ là đường gì? Biểu thị những kết hợp số lượng khác nhau của hai hàng hóa để đạt được cùng mức lợi ích nhất định. Rồi ạ. Nếu mà trên đường bàng quan ấy thì nó sẽ cùng mức lợi ích, như kiểu mình tiêu dùng điểm A hay điểm D nó sẽ cùng lợi ích với nhau, cùng lợi ích, cùng lợi ích đấy, được chưa? Vậy Vâng. thôi. Và mình có một số cái đặc điểm của đường bàng quan này, đấy là gì, dốc xuống ở phía phải, được chưa? Nó như này đấy. Thứ hai là đường bàng quan mà càng xa gốc tọa độ thì biểu thị mức độ thỏa mãn càng cao, tức là nhá, ví dụ cái đường này so với cả một cái đường khác ở tận trên này thì có phải cái đường trên này nó sẽ thỏa mãn cao hơn không? Có. Nhớ, nó càng xa gốc tọa độ thì càng thỏa mãn. Tiếp theo, đường bàng quan không thể cắt nhau, nhớ nhá, đường bàng quan không thể cắt nhau được. Và cuối cùng là gì, là có dạng cong lồi thì mình nhìn thấy, đúng không? Lồi đây, lồi gì đâu. Và trong đây mình cần chú ý một cái nữa, đấy là độ dốc của nó, tỷ lệ thay thế cận biên hay gọi là độ dốc của đường bàng quan thì nó kiểu là MRS, được chưa? MRSXY bằng MOX Rồi ạ. trên MOY, tóm lại nó bằng MOX trên MOY thôi là được. MRSXY nhá, bằng MOX trên MOY. Chưa? Rồi ạ. Vậy thôi. Và mình nhớ này. Một đặc biệt không cần đâu. Đây, sự kết hợp của đường bàng quang và đường ngân sách. Tức là người tiêu dùng ấy, người ta sẽ muốn là tối đa hóa lợi ích, đúng không? Thì đây, mình Vâng. sẽ nhớ, cá nhân sẽ lựa chọn giao điểm giữa đường bàng quang và đường ngân sách để tối đa hóa lợi ích của mình. Chưa? Tức là nó sẽ là giao điểm của cái đường bàng quan vừa xét đây, cong như này, và đường ngân sách đây, giao điểm ấy, hay còn gọi là tiếp điểm đi, tiếp điểm thì đúng hơn, nó phải tiếp xúc ở đây, đúng không? Chứ nó nếu mà cắt thì nó cũng là giao điểm, nhưng mà nó không nằm trên thì không được, mình phải nhớ nó là tiếp điểm thôi. Tiếp điểm. Và ấy, để tìm cái kết hợp tối ưu người ta dùng ấy thì mình sẽ tìm cái tiếp điểm này là được, Tìm cái gì ạ? tìm cái tiếp điểm này này, ví dụ điểm A ở đây này, Vâng. nó bảo là hãy tìm số lượng x và y để người tiêu dùng tối đa hóa lợi ích của mình. Thì mình sẽ tìm cái tiếp điểm này bằng cách nhá, bằng cách như sau, là cái vừa nãy anh bảo tí anh nói đây, quy tắc tối đa hóa lợi ích là MOX trên PX
bằng MUI trên PI và XP cộng IP bằng Y, tức là mình phải giải cái hệ này ra. Được Rồi chưa? ạ. Xuất phát ban đầu là gì? Bởi vì mình biết nhá, ở trong các cái cấp trước thì mình biết rồi, như cấp 3 ấy, mình biết đấy là khi mà hai cái đường tiếp xúc nhau thì nó phải thỏa mãn hai cái. Thứ nhất, đấy là độ dốc của nó bằng nhau. Rồi ạ. Đấy, thì có phải là độ dốc của đường bàng quang là MX trên MOI. Độ dốc của đường ngân sách là PX trên PI, thì mình chỉ cần biến đổi chuyển vế sang thôi. Là anh sẽ có là MX trên PX bằng MOI trên PI không? Và cái thứ hai ấy, để nó là tiếp điểm được, nếu mà cái này bằng nhau thì nó có thể cắt nhau đấy. Và để cho chắc ấy, thì mình phải thay lại x và y vào đây, vào cái đường ngân sách, nó phải đúng cái đường ngân sách. Tức là thỏa mãn ấy, thì nó mới nằm trên đường ngân sách. Vậy là mới thỏa mãn đúng không? Vâng. Vậy thôi, đấy là toàn bộ kiến thức của chương 3. Ngắn không? Ngắn, nhưng mà sao bài tập nó dài thế ạ? Thì bài tập nó phải dài chứ. Đây, đấy là toàn bộ lý thuyết, ok chưa? Rồi ạ. Thì bây giờ nhá, mình xem thử cái lý thuyết này đi. Các đường bàng quang của một người tiêu dùng không bao giờ cắt nhau, đúng ạ? Đúng không? Hồi nãy anh đã nói một cái lý thuyết rồi, không bao giờ cắt nhau được. Vì nó biểu thị cái mức độ thỏa mãn khác nhau mà. Thỏa mãn khác nhau lại cắt nhau thì thỏa mãn bằng nhau à? Đúng không? Vâng. Câu 21. Đường bàng quang càng xa gốc tọa độ thì thể hiện mức độ lợi ích càng lớn và ngược lại, đúng ạ? Ừ. Đây. Nói mốt tí lý thuyết thôi mà làm được hết đúng không? Dễ vậy thôi. Khi tiêu dùng hàng hóa thông thường, đường bàng quang của một người tiêu dùng luôn có độ dốc âm. Nhớ nhá, độ dốc của nó biểu thị cái dốc lên hay dốc xuống ấy. Dốc xuống thì nó gọi là độ dốc âm. Dốc lên thì nó gọi là độ dốc dương. Thì cái đường bàng quang đấy là nói là một cái đường gì? Dốc xuống đúng không? Ok. Đường Dốc xuống thì nó sẽ có độ dốc âm, đúng rồi. Đấy rồi. Tiếp theo, đường ngân ngân sách sách là là một một đường đường có có độ độ dốc dốc âm. âm. Đúng không? Em nghĩ là đúng. Đúng đúng không? Bởi vì anh đã nói rồi, cứ dốc xuống là có độ dốc âm luôn. Và đây là hai cái đường người tiêu dùng luôn, mình biết rồi, nó đều có dấu âm hết đúng không? Vâng. Tiếp theo, những điểm nằm bên ngoài đường ngân sách thể hiện trong những giỏ hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua được, đúng không? Nằm bên ngoài đường ngân sách. Sai ạ. Đúng rồi, bởi vì nó cũng giống như đường PPF ấy Phải đúng nằm không? trên. Ừ. Nằm trên thì là mua được, nằm trong cũng mua được, nhưng mà không hết tiền đúng không? Mình biết Vâng. là đường ngân sách là kết hợp hàng hóa để mua hết tiền. Nằm trong nó thì cũng mua được thôi, nhưng mà không hết tiền. Còn nằm ngoài nó Vâng. thì mua được không? Nằm ngoài thì không ạ. Thì đâu mua, đúng không? Vâng. Sai. Đấy, mình vào đây là không thể mua được. Đấy. Tiếp theo, độ dốc của đường ngân sách phụ thuộc vào. Thu nhập của người tiêu dùng. Đúng không? Ờ đúng. Chắc không, chắc không. À, hoặc là nó phụ thuộc vào giá của cái hàng hóa này nữa. Sai. Độ dốc chỉ có một thôi. Em thấy cái phương trình của anh không? Y bằng Y trên PI trừ PX trên PI nhân X. Thấy này không? Có ạ. Thì độ dốc sẽ là cái đứng trước X. Bởi vì độ dốc của Y là Y phẩy. Y phẩy bằng gì? PX trên, trừ PX trên PI thôi. Còn cái này là số mà. Số nào bằng Đây là không độ rồi. dốc của đường ngân sách hả anh? Ừ. Đây, đứng phương trình đường ngân sách thì độ dốc của nó chính là cái này. Y phẩy theo X bằng trừ PX trên PI. Tất cả độ dốc đường ngân sách sẽ phụ thuộc vào cái gì? Sẽ sự hệ số chữ x. Cái gì? Hệ số chữ x. Hệ số chữ x á? Hoặc là giá của hai hàng hóa chia cho nhau à? Phải không anh? Là giá hàng hóa thôi. Trời ơi, hệ số chữ x là cái gì anh lần đầu nghe đấy. Giá của hai hàng hóa. Giá hàng hóa thôi, bởi vì y phải theo x thì mất x rồi còn đâu. Rồi. Nó không mỗi trừ PX trên PI thôi mà. Nhớ, nó sẽ phụ thuộc vào giá của hàng hóa thôi. Được chưa? Nhớ nhá. Rồi. Đường ngân sách, cái độ dốc của nó chỉ phụ thuộc vào giá hàng hóa thôi. Còn nó nói các cái khác là sai hết. Nhớ nhanh. Thêm thấy. Đúng không? Sai ạ. Sai. Tiếp theo câu 26. Độ dốc của đường ngân sách chỉ phụ thuộc vào giá của hai loại hàng hóa, đúng không? Vừa Đúng nói luôn ạ. á. Ừ, vừa nói Vâng. luôn, đúng không? Vâng. Cuối cùng, câu 27. Tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng giữa hai hàng hóa thay thế hoàn hảo cho nhau, không đổi dọc theo đường bàng quang.
Em không hiểu câu này. Tỷ lệ giới tuyệt biên ấy là MRS, tức là độ dốc của đường bàng quang. Vâng. Nó đây, nó hỏi là hai hóa thay thế hoàn hảo. Ok, thì nó là hai hóa đặc biệt, nãy chưa nói. Đấy, đây. Thấy không? Hai trường hợp đặc biệt của đường bàng quang nhá, mình sẽ nói với nhau ở đây. Thứ nhất, khi MRS là hàng số. Đúng không? MRS, MRS là tỷ lệ thay thế của hàng hóa đấy, là cái câu mà người ta đang nhắc vừa rồi ấy. Vâng. Nếu mà là hàng số, tức là một số đấy, thì đường bàng quang là đường thẳng có độ dốc âm. Và sản phẩm mà người ta dùng lựa chọn là thay thế hoàn toàn cho nhau, hoàn hảo ấy, đúng không? Thì nãy nó nhắc Vâng. đến hoàn hảo hay gì? Thắng nhất đến hoàn hảo ạ. Ừ. Thay thế hoàn hảo cho nhau thì không đổi, đúng không? Đây, thay hoàn hảo nhá, thì em thấy là gì? Nếu MRS là hàng số, tức là nếu mà là hàng số thì nó có đổi nữa Không ạ. không? Ừ, nếu là một số thôi, như kiểu là âm 2, âm 3 đấy, thì đâu có đổi gì, đúng không? Đấy, cho nên đây Vâng. là một câu. Đúng ạ. Ừ. Đó, được chưa? Rồi ạ. Đó, rồi, thì đến chương... Chương 4 này em mới không hiểu lắm nha. Cái Thì thôi. này nó có mấy cái hơi ngu ngu với em. Vậy thì mình sẽ, anh đang nghĩ là mình sẽ... Cái gì à? Có cả cái gì đó. Phân tích lý thuyết thôi nhá. Thôi ạ. Phân tích thì sáng mai mất. Bởi vì trắc nghiệm mà cũng đâu hỏi phần gì đâu, đúng không? Thì anh nghĩ mình sẽ làm Anh có cái... đầy trách nhiệm nào không anh? Hả? Anh có đầy trách nhiệm nào không anh? Rất nhiều. Thế thì mình học lý thuyết đi, xong mình làm cái đề trắc nghiệm của anh ý. Ờ, mình cứ nói tí tiết chương 4 trước nhá. Vâng. Xong mình chưa nói mấy câu này đi xem như nào. Đây, chương 4, ngay sau chương 3. Nó cũng ngắn gọn thôi, lý thuyết hành vi người sản xuất. Tức là nhá, ở chương 3 mình nói về người tiêu dùng. Thì chương 4, ngược lại, mình nói về người sản xuất. Được chưa? Rồi Người ạ. sản xuất. Thì như đã nói ở chương 3 đấy, người tiêu dùng thì luôn muốn tối đa hóa. Tối đa hóa doanh tối đa hóa cái tiền bỏ ra ấy anh. Vừa xong mình vừa nói. Em không biết lợi cái gì nhỉ? Em không biết nói tiếng Việt sao nhỉ? Thế bình thường học tiếng Anh à? Em Cái gì vậy? không biết nói sao để anh hiểu. Ý là khi sản xuất thì người ta phải bỏ ra một cái vốn đúng không? Như nó là cái vốn. Anh vẫn đang hỏi lại cái cũ mà. Anh hỏi là cái người tiêu dùng ở chương 3 ấy, người ta muốn gì? À, lợi ích, tối đa hóa lợi ích. Ừ, thì còn chương 4 này, người sản xuất người ta muốn tối đa hóa lợi gì? Đấy cũng lợi ích chứ? Lợi ích á, cũng lợi ích của người ta ấy. Nhuận. Trời ơi. À, lợi nhuận. Người ta bán thu dụ lợi nhuận mà, thì người ta sẽ muốn tối đa hóa lợi nhuận, được không? Một bên tối đa hóa lợi ích, một bên tối đa hóa lợi nhuận, được nhá. Nói. Xong rồi, nếu mà bài tập chương này nó sẽ bắt mình là tìm quy để tối đa hóa lợi nhuận chẳng hạn. Đấy. Còn bên kia là tìm quy tối đa hóa lợi ích, được chưa? Nó kiểu như vậy. Nói. Thì nhá, mình sẽ có một cái đây, đây là về cái sản xuất thì nó sẽ có sản xuất trong ngắn hạn với cả sản xuất trong dài hạn. Đấy, thì nhớ ngắn hạn với dài hạn ý thì nó không phải như mình nghĩ bình thường, chắc ổn chắc ngắn hạn là dưới 1 năm, dài hạn là trên 1 năm, không phải. Trong tài chính thì như vậy thật đấy, đúng không? Sau này sẽ học những cái môn liên quan đến tài chính chẳng hạn thì nó sẽ nói đến ngắn hạn và dài hạn là liên quan 1 năm. Nhưng mà đây thì Nào. không, nghĩa kinh tế thì không. Ngắn hạn là khoảng thời gian gì, có một vài yếu tố sản xuất không thay đổi được về số lượng sử dụng trong quá trình sản xuất, được chưa? Vâng. Thì khi đó nó gọi là ngắn hạn luôn đấy, chứ nó không theo năm gì hết. Và ấy, mình giả sử chỉ có hai đầu vào là vốn và lao động, tức là K và L. K là vốn, L là lao động nhá. Vâng. Khi đó hàm sản xuất có dạng là gì? Q bằng FKL, tức là hàm theo hai biến là K và L. Thì trong hai cái này em nghĩ cái nào là cố định? Em nghĩ L là cố định. Thì nếu Lao động em cố định. lao Nhưng động cố mà định thì vốn em thích thêm là được à? vâng, mình thêm vào cũng được mà. Đúng không? Không. Trời ơi. Đây là một cái doanh nghiệp mà, đâu phải là một người đâu mà thích thêm thêm. Thế thì phải là
K là vốn là cố định, Ừ. còn L là phải thay đổi, được, Ừ. có thể thay đổi. Đúng rồi. Đấy. Và mình Ừ. biết là ngắn hạn ấy là khoảng thời gian mà gì? Ít nhất một yếu tố không thay đổi thì không thay đổi đây sẽ là K. Chưa? Vâng. Còn L thì dao động, mình không thích mình đuổi được việc, đúng không? Cắt giảm nhân sự kiểu Vâng. vậy. Được bình thường. Ok. Đấy. Thì đây, nó sẽ liên quan mấy cái hàm như kiểu là bình quân này, cận biên này. Đúng không? Thì bình quân mình nhớ là nó sẽ lấy Q chia L thôi. Đấy, ra năng suất bình quân, tức là một lao động thì làm được bao nhiêu sản lượng. Rồi ạ. Năng suất cận biên kia là M, MP. M thì nó luôn là delta hoặc là đạo hàm. Nếu cho bảng thì dùng delta, nếu cho hàm thì dùng đạo hàm. Giống vừa nãy MU ấy. Vâng. Tiếp theo là, đây, lại có một cái quy luật nữa. Ở hôm ở chương 3 mình có quy luật là gì? À, cái gì mà cận biên giảm dần đấy đúng không? Cận biên giảm dần gì đấy không Lợi ích nhớ. cận biên giảm dần. Lợi ích cận biên giảm dần. Thì đây cũng là giảm dần. Năng suất cận biên giảm dần. Chưa? Rồi ạ. Năng suất cận biên giảm dần. Thì quy luật này mô tả như sau. Đấy, nó đều là giảm dần đúng không? Mình thấy rất ít cái tăng dần. À, có một cái tăng dần. Chi phí cơ hội tăng dần. Còn lại là mình toàn thấy là giảm dần thôi đúng Vâng. không? Ừ. Năng suất cận biên giảm dần. Tất cả nhá, em thấy này. Cận biên tức là thêm một. Được chưa? Năng suất. Năng suất khi thêm một. Đấy, vậy thì mình thấy này, năng suất cận biên của bất cứ yếu tố sản xuất nào cũng sẽ bắt đầu giảm xuống tại một thời điểm nào đó khi mà ngày càng có nhiều yếu tố sản xuất đó được sử dụng. Thì như nãy nói rồi, mình có vốn và lao động đúng không? Thì cái gì có Vâng. thể thay đổi được? Lao động ạ. Ừ, nó cũng thay đổi. Thì bây giờ giả sử nhá, một cái doanh nghiệp của em, một cái doanh nghiệp may đi, có mỗi 10 cái máy may thôi. Ok cái này chưa? Có mỗi 10 cái máy may thôi. Rồi. Bây giờ nhá, em đang thuê 9 người. Thì mỗi người một cái đúng không? Vâng. Thì bây giờ em thuê thêm một người nhá, tức cận biên đang 9 đây. Bây giờ thuê thêm một thì ok không? Có. Đấy thì vẫn ok. Thêm Thêm một. bây giờ mình lại thêm một nữa, tức là 10 rồi thêm 11 thì sao? Thì bị thừa. Ừ, bị thừa người đúng không? Người ta chẳng lẽ đứng. Ôi ông làm lúc tôi làm lúc à? Được chưa? Không Rồi thêm ạ. một nữa thì sao? Ba ông đừng nói chuyện với nhau hết ngày. Đúng không? Vâng. Kiểu vậy. Thì có phải là quy luật năng suất cận biên sẽ giảm dần không? Có ạ. Đấy, nhớ nhá. Đấy, cũng giống như lợi ích cận biên đấy. Ví dụ này, khi mà càng ăn thêm bát cơm này, khi càng uống thêm cốc nước này, thì đấy cũng vậy. Khi càng thuê thêm. Đấy mà trong khi mà những người khác cố định, mình đã nói là vốn cố định rồi. Tức là với một lượng vốn đó, mình chỉ mua được 10 cái máy may thôi. Mà mình thuê thẳng 12 thằng thì làm gì? Đúng không? Vào nó cầm máy may đấm nhau à? Được chưa? Đấy, Vâng. thì không phải như thế được. Rồi, tóm lại là quy luật năng suất cận biên giảm dần là minh họa như vậy nhá, biểu thị như vậy nhá. Vâng. Xong. Tiếp theo, những mối quan hệ giữa QAPL, MPL thì cái này có một cái rất là dễ. Nó có thể hỏi trong trắc nghiệm ấy, nó hỏi là ở khi mà Q tăng từ từ đâu? Khi mà MPL lớn hơn APL thì Q như nào? Kiểu vậy. Thì em nhớ giúp anh. Nhớ giúp anh một cái thôi. Đấy là nhớ giúp anh một cái xong rồi em tự suy luận được hết. Vâng. Cận biên lớn hơn bình quân thì bình quân tăng. Được chưa? Cận biên mà lớn hơn bình quân thì bình quân tăng. Và ngược lại. Tức bây giờ ví dụ đi. Một cái ví dụ để em sẽ hiểu luôn này. Ví dụ kỳ này em thi 4 môn. Em đã biết điểm 3 môn rồi. Đúng chưa? Và Vâng. thường ở trên cái cổng thông tin, ví dụ trường Anh ấy, cổng thông tin thì nó sẽ tổng, tức là có môn nào sẽ tổng luôn cho mình môn ý và nó chia trung bình ra. Được chưa? Rồi ạ. Thì ví dụ 3 môn đầu em đã có trung bình rồi. Trung bình của em ý, đấy là 3 môn đầu tổng vào chia ra rồi nhá, là 7 điểm. Rồi ạ. Thì vậy em còn một cái môn cuối cùng. Tức là có phải cận biên không, là thêm một đấy không? Rồi ạ. Cận biên đấy. Thì khi đó ấy, ví dụ đây trung bình em đang được 7 rồi nhá. Vâng. Nếu mà điểm thi của em bây giờ, tức là thi bây giờ em từ gì ạ? Tức là cái tổng kết của em môn cuối là được 8 thì lớn hơn không? Cận biên lớn hơn bình quân chưa? Rồi ạ. Thì nó sẽ lôi bình quân lên. Ok. Nếu bây giờ là cận biên mà lớn hơn bình quân Ừ. thì sao? Thì bình quân sẽ tăng. Thì bình quân. Bởi vì như anh Ok. nói, bởi vì em đang có trung bình là ba cái môn kia là 7 điểm rồi. Mà bây giờ làm sao? Em thêm một cái môn nữa, nó lại được 8 đi. Thì có phải em lại phải cộng ký vào chia tiếp không? Thì nó lại phải là tăng không?
bản chất nó Có. sẽ lôi lên mà. Còn nếu mà giảm thì sao? Bây giờ trung bình nó đang được 7. Ôi ngon quá, đỡ bị khá rồi. Một phát thì được 6, thế nó lôi xuống không? Có. Đấy kiểu vậy. Có phải không? MP tức tóm lại là cận biên lớn bình quân tăng, cận biên nhỏ bình quân giảm, luôn là như vậy. Nhớ mỗi như thế thôi. Thế em sẽ tự suy luận được. Đây, lớn hơn thì tăng, Được. nhỏ hơn thì giảm này. Đấy thì tóm lại là cái cách học ấy thì anh nghĩ là mình nên hiểu, mình cứ hiểu ví dụ ra ấy. Như kiểu bây giờ anh không nhớ định nghĩa hàng hóa thay thế là gì, nhưng mà anh chỉ cần nhớ nó là gì, Coca, Pepsi thôi. Thì anh sẽ tự biết Vâng. là khi giá cái này tăng thì mình mua cái kia như thế nào. Rồi ạ. Đấy, chứ mình không phải học thuộc hết đâu, đúng không? Học thuộc hết thì hơi khó anh ạ. Học thuộc hết, Họ học không thuộc hiểu làm sao được. ý. Không hiểu rất là khó đúng không? Rằng mình kiểu mình đọc đề mình cũng không hiểu được thì nó cũng rất là khó. Đấy.